tối các chị yêu nha. Tối hôm nay tiếp tục vào livestream của em cả nhà ơi. Chiều đầm cực kỳ đẹp cho mình luôn. Rồi, hôm nay có cái mẫu váy này em đang sale cho các chị yêu nè. Đầu like em giảm lấy tương tác nha. Rồi, 5 đơn ha. Em có 5 cái cuối cùng size 2XL cho em nha. Mã số giúp em là 1520 à 4 cái. Em còn cho các chị mình là 4 cái cuối cùng nha cả nhà ơi. Tranh thủ lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị yêu luôn nè. 1520 nha. Ủa khoan nhé, đợi em xíu. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Sơ mi 1520 đúng rồi. 1520 cho em mẫu váy đang mang nha cả nhà ơi. Em còn cho mình là 4 cái. Còn 4 đơn cuối cùng, chị nào đặt sớm trong buổi livestream ngày hôm nay chốt em váy này luôn, 99k cho em. Trời ơi, giá sốc nha. Giá sốc tối nay mở màn cho cái đầm xuất sắc với chị coi. Váy này bình thường bao nhiêu tiền? Chị nào khách quen đã từng mua váy nhà em rồi, mình có thể bình luận cho em biết là mình mua cái sản phẩm đầm này bao nhiêu tiền không? Đúng giá luôn á, là 350. Rồi bây giờ chị nào lên đơn sớm cho em à, 1520 nha cả nhà ơi. 1520 cho em. Giảm luôn trên like. Giảm luôn trên like với mức giá chỉ có là 99.000 đồng. Chị nào nhanh tay có đơn luôn. Chị nào nhanh tay có đơn cho em luôn ạ. 99k mẫu váy đầu like cho em. 4 đơn cuối cùng size 2X là khoảng 65 cân nha. Dạ đúng rồi, chơi hết size nhỏ rồi, em không có về thêm nha. Mẫu này em chỉ còn size 2XL thôi. Tương đương sẽ là 57 nè, 60 cân cho tới 65 cân. Đó, ai nhanh tay thì có nha, ai chậm tay hết em không về lại nha cả nhà. Chút đơn nhanh tay em tư vấn nè. 1520 99.000 đồng. Size 2XL bao nhiêu vậy shop? Dạ 84 đó chị. Size 2XL eo 84 cho em nha, 99k mẫu đầu like. Bên shop sẽ kiểm tra nha. Mỗi chị cho em 3 lượt chia sẻ. Cái này dễ đúng không? Cái này quá dễ luôn, chị nào cũng làm được hết trơn á. Có 99.000 thôi, giá quá là rẻ luôn á. Chị nào mà chốt được cái giá này lần sau nhớ quay lại, nhận hàng xong nhớ quay lại review cho em nha. Sơ mi tay dài với chất liệu là von. Em này sẽ được may cho mình là hai túi nè, hai lớp và có nhúng liền. Đẹp lắm mấy chị, có kim tuyến nữa. Có kim tuyến ở trên đầm, giá cũ em trên like của em 350 ha. Nay sale 99, 99k. Trời ơi chị, hôm nay em sale là sale lỗ vốn luôn á. Cho nên là nhớ tương tác cho em, mỗi chị 3 lần chia sẻ nha. Một đầm cũng giao nhưng mà sẽ chưa có được free ship nha. Đơn hàng từ 600 giúp em. Tổng đơn 600.000 em free ship đến tận nơi cho mình luôn. Rồi chuẩn bị lên mẫu nữa nè. Đây tiếp theo một em đầm khác nha. Mẫu em mang là 1520. Sơ mi 1520 còn 4 đơn cuối cùng size 2XL. 4 đơn cuối cùng size 2XL chốt cho các chị mình luôn là 99k, xong chưa? Có chị nào chưa được chốt đơn đầm này 99.000 chưa? Mình bình luận cho em cái mã số vô, cái số điện thoại vô là sẽ có nhân viên gọi tới và chốt đơn cho mình nha. Chị nào thấy like chấm bài cho em với ạ. Em chuẩn bị qua mẫu nè. 99k mẫu đầu like nha. 1520, quên em chưa ghi giá ở dưới, đợi em xíu. 1520, rồi 99.000. Rồi tiếp tục em qua cho mình thêm một em đầm khác nữa nha. Đợi em 30 giây. Thay qua một em đầm khác cũng sẽ sale cho các chị mình luôn ha. Đây là 1520, cái này size to nha. Sơ mi chị, sơ mi tay dài nhúng thun nha, tay dài nhúng thun. Đó. Chất liệu von bên trong đầm có lót và đầm này có túi luôn ạ. May kèm túi cho các chị mình nè. Mã sản phẩm cho em 1520. Dạ, cái này em không có size L rồi chị ơi, hết rồi. Bây giờ em còn size 2X thôi à. Chị nào khoảng 60-65 cân đó, chốt cho em nha. Giá đầu like luôn. Mở màn một cái đầm 99.000 đẹp xuất sắc luôn. Nhận hàng kiểm tra cho em. Nhận hàng được kiểm tra nha, không đẹp là không lấy tiền mình luôn đó. Rồi qua một cái đầm beo 99.000 nữa nha. Còn hai đơn cuối, chị nào nhanh tay chốt luôn cho em. Hai cái cuối cùng size M nha. Đây là 1507. Đầm beo trắng nha cả nhà, cổ vuông tay phồng. Em còn đúng hai đơn size M. Còn đúng hai đơn size M chốt luôn 99.000 cho các chị luôn. Đây, hai cái cuối. Hai cái cuối cùng size M nha, chị nào nhanh nè, dưới khoảng là 50 cân. Dưới 50 cân và eo dưới 70 cho em là sẽ vừa được nha. Đầm mà đầm xốp Thái. Cái beo này của em chất liệu là xốp Thái ạ. 1507 chất liệu xốp Thái nha, màu này màu trắng nè, 99k luôn.
Đó, giá rẻ chưa? Hai cái cuối cùng thôi. Ai nhanh tay có đơn nha. 1507 size M, chị size M em mặc nè, 50 cân quay đầu. Cổ vuông tay phồng, phong xẻ này cũng có túi luôn. Một lớp nha, sấp thái ngày mai một lớp hai túi và có khóa sau nha, còn đúng hai đơn cuối cùng, 99.000 giúp em. 99.000 giúp em nha cả nhà ơi, nhanh tay có ngay. Ủa treo này không thấy gì trời. Nhanh tay có ngay đầm đẹp nha, 99k nha, bộ váy đang mang nè. Đó, đầm bèo. Họa tiết da bèo nha, size 2X còn không em? Dạ cái này thì không có 2X chị ơi. 2X để em kiếm màu khác cho. Cái váy này thật ra em có tới 2, 3 màu mà nó lẻ size với mỗi cái nó mỗi mã nên em không có giới thiệu chung. Rồi có. Em có một cái màu màu xám được không? Có cái đó có 2X mình đợi em xíu đi, chuẩn bị em lên cho mình mẫu khác đang sale tiếp. Đầm em mang mã gì? Dạ 1507, em cứ ghi ở bên dưới rồi đó. Em đang mang mã số là 1507 nha, 99.000 luôn nè. Size M hả chị? Size M eo tầm 70 cho em chị yêu ơi. Size M eo tầm 70 cho em mình chốt nha. Có 99 thôi à, đẹp ha. Đó, cái dáng này thì mặc kiểu như là hàng ngày á, nó không có dài quá. Em cao mét 6 mình thấy đồng phong nó vừa qua gối xíu, dáng xòe cho em. Em này gọn. Mấy cái đồng xòe nha em, cái nào mặc cũng gọn dáng hết trơn á. 99k nha. 99k mẫu váy em đang mặc nè. Mã số là 1507. 1507 size M, còn được hai đơn. Hai chị may mắn sẽ được giảm giá còn 99.000 và hàng là hàng mới nha. Em giao đến nơi là hàng mới nha cả nhà, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em luôn ha. Rồi chuẩn bị qua mã nha. Chuẩn bị qua mã khác nè. Nhớ bình luận trên like cho em nha. Đặt hàng cho em có mã sản phẩm nè với số điện thoại là sẽ được chốt đơn ha. Nhớ chấm bài tương tác cho em. Eo chị là 68 bận size nào? Đây size M. Size M chơi còn đúng hai cái, đây một cái đèn cái hết, hai cái cuối cùng luôn. 99k cho em mẫu này, eo dưới 70 là vừa nha. Đó chốt liền cho em. Thích với lại vừa là phải chốt liền nha, có 99 mới chơi khỏi suy nghĩ luôn ha, 99.000. Rồi thích màu khác không? Em có màu xám nè. Cùng form em mang luôn, hai cái này y chang nhau. Hai cái này là cùng form, cùng chất luôn. Giá hôm nay sale bằng nhau là 99 luôn, khác cái màu xíu. Cái này màu xám nha. Đây, em sẽ lên nốt cái màu xám này tại nó cũng đang sale á. Màu xám cũng 99.000 thôi. Trắng là 1507, chị nào lấy trắng chốt giúp em 1507 nha, 99.000 size M hai đơn cuối cùng. Hai đơn cuối cùng nhớ chia sẻ like cho em nha, 3 lần, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ. Lên trang cá nhân hoặc là lên trên các hội nhóm cũng được. Rồi, nãy em thấy có chị nào hỏi em size 2X đúng không? Đây, lấy cái này 1508, đổi màu nha, màu xám sẽ là 1508. Cái kiểu mình thấy nó cũng giống cái kia ha. Cũng là cổ vuông nè, tay phồng nè. Đó, cái này cũng sấp thái luôn. Rồi, sale 99k cho em luôn. 99k em còn size M và một cái 2X. Em còn 10 đơn size M và một đơn size 2X nữa là em cũng hết nha. 1508 cho em nha cả nhà. Mẫu tiếp tục đây 99.000. Chờ nãy giờ lên 3 cái. Cái nào cũng 99.000 luôn á. Ba mẫu đầu like sale sốc cho các chị mình luôn nè, 99k cho em luôn. Size M eo dưới 70 và size 2X thì khoảng tầm eo 66 cho em chị nha. 1508 cho em mẫu đang mang, 99.000 đồng. Nhớ lên đơn trên like nha, ngoài like em không có giảm giá được đâu. Đặt ngay trên like này giúp em luôn thì mới nhận được cái giá sale này. Còn em xuống like là nó về giá cũ rồi. Cho chị một đầm beo, đặt mã giúp em đi chị. Đặt mã giúp em là 1508 đi chị ơi. Màu nào? Màu trắng là 07. Màu trắng em còn hai đơn size M nha, 1507 hai đơn size M. Màu xám em mặc á là còn 10 đơn size M với lại một đơn size 2X nữa. Đó. 10 cái size M và một cái 2X cho màu xám của em đây, 1508. Màu xám mã số cho em 1508 nha cả nhà, xám là 1508 giúp em. Giá là 99.000 luôn. Rồi, chốt đơn nha. 99k cho em form xòe luôn nè. Dễ thương ha, mẫu này mặc hàng ngày ok. Chất rất là đẹp, vải sấp thái. Vải em mang có co giãn không? Không, chị co giãn thì không nha. Co giãn em có kiểu khác. Co giãn có chất liệu khác nha, chứ này không co giãn đâu. 99.000 nha. Ui, có một cái 2X mà thấy quá trời chị lên đơn rồi. Có một cái 2X mà thấy quá trời chị lên đơn rồi. Cái đầu like với chị đặt xong chưa cái này nè? Cái đầu like 99.000 mình chốt chưa? Cái sơ mi này nè, 2X đây. Chị nào size 2X mình xem thử coi cái sơ mi này có ưng không thì chốt nha. Em có mấy cái rồi á, size 99.000 lấy tương tác luôn nè. Đây,
Sơ mi đầu lai 99.000 cho mấy chị luôn. Tay dài nhún thun, đầm kim tuyến đàng hoàng rất là đẹp. Rồi giờ em qua mã, tiếp tục em sẽ lên một em váy nữa nha. Rồi bây giờ lên lẻ là lên full size ha. Lẻ size rồi bây giờ sẽ lên một cái đầm full size đi. Trường thôi mấy chị nói sao đầm lẻ size không có size vừa này kia nữa. Đây. Tiếp tục một em đầm có size để các chị mình lựa chọn luôn. Rồi, em mang váy hoa chị xem nhé. Rồi ok, em đang mặc, em chuẩn bị mặc một cái váy hoa luôn nè. Chuẩn bị lên một cái váy hoa giá dưới 200.000 cho chị luôn. Đây. Mã này đủ size cho em 40 cho tới 65 cân, sale 199.000 cho mấy chị luôn. Mã này mã mới nha, 1492. Rồi, 199.000 mấy chị đủ size. ML, XL, 2X, size nào cũng có hết. Rồi, đây là 1492 của nhà em, chất liệu là von nha. Nè von hoa nè cả nhà ơi. Von hoa 199.000 đồng, em có size M nha. À quên, đủ size, quên. Đầm này đủ size. Nãy giờ bảo cái lẻ size cái mì liệu luôn. Mẫu này em có đủ size nha. 1492 sale 199.000. Size L bên em eo bao nhiêu? Dạ size L eo chuẩn luôn là 74 chị. Size L là 74 triệu nha. Hai cái đằng sau là 99. Hai cái đằng sau là 99.000 giúp em ha. Cái sơ mi 99 luôn á. Thôi để em để đó ta. Lấy cái bèo kia xuống nha. Cái bèo kia có hai đơn size M, biết có chị nào tốt chưa nè. Cái bèo trắng thì em còn có hai đơn size M thôi. Cho riêng đi để mấy chị đỡ có bị rối ha. Cái bèo trắng là còn có hai cái size M thôi, tức là dưới 50 cân hoặc eo dưới 70 cho em là vừa nha. Còn cái sơ mi bên này nè, cái sơ mi kim tuyến bên này là khoảng 60-65 cân cho em, size 2X cũng 99.000 luôn. Giờ mẫu em đang thì đủ size nè, 1492 sale còn 199 nè, 2X cho chị một em váy hoa đỏ. Đây đúng không? Đặt mã cho em đi chị ơi, 1492. Lấy mẫu em mang chốt 1492 nha cả nhà ơi, đủ size nha, 40-65 đó, váy xòe. Một em đầm con hoa dáng đồng xòe dài cho mình luôn. Chỗ giá về tay hôm nay có 199 nè. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán luôn. Tất cả đơn hàng mua nhà em đều được kiểm tra trước thanh toán. Đẹp em mới lấy tiền ha. Khách chưa trả tiền là đã cho coi hàng, cho kiểm tra rồi. Nên là mình cứ yên tâm mà lựa chọn nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước nha cả nhà ơi, 100% hàng giao chuẩn mẫu cho em. Nhận hàng được kiểm tra chỉ này gì đây. Ui, kim tuyến mấy chị. Hàng hiếm nha, các chị nào nhớ cái mã này không? Có ai nhớ cái đầm này của em không? Cái này là siêu hot một thời luôn, nay tự nhiên shop kho còn cái size L, chuẩn bị lên sale luôn. Nhớ chấm bài tương tác cho em nha. Ai mới vô chia sẻ cho em 3 lần đi để còn săn hàng sale nè. Săn hàng sale mà nó nhiều thì còn đỡ, chứ săn hàng sale mà nó có 1-2 cái như vậy mà đặt chậm là không kịp nha. Chuẩn bị sale một cái đầm size L giá 99 nha mấy chị. Chuẩn bị lên 99 tiếp nè. Cái này size L nha. Size L này form suông cho em ha. Đợi em xíu em nhập mã vô cho mình luôn. Rồi em mang mấy màu? Em mang có một màu thôi. 1492 em mang có một màu thôi. Váy sơ mi đầu lai hả chị? Đây nè. Sơ mi đầu lai 99.000. Size 2XL còn 4 đơn. Sơ mi đầu lai 99.000 cho em caro và có những cái chấm bi kim tuyến nha. Họa tiết là caro nhưng mà mấy cái kim tuyến thì nó hình chấm bi hình tròn đó, tay dài nhũn thun, đầu lam có mặt rồi nè, có 99 nè mấy chị, không chốt liền là hết nha, có 4 đơn thôi, tại còn có 4 cái nên em coi kiểu như là sale lấy tương tác luôn á, chứ bình thường em bán một này chị nào mua biết đúng không, 350. Sơ mi này giá cũ 350, trên like nay sale 99.000, chơi lớn luôn ha. Chị nào xem được like chút cái đầu này 99k cho em, mã là 1520 nha. Mã là 1520 nha cả nhà, sơ mi đầu lai 1520 99.000. Có 4 đơn thôi đó, nhớ nhanh tay giúp em nha. Rồi em qua mã nè. Hoa đỏ xong chưa? Hoa đỏ là 1492 nha cả nhà ơi, hoa đỏ em đang mang. Hoa đỏ đang mang 1492 sale còn 199. Sale còn 199.000 đồng, đủ size ML, XL và 2X luôn. 65 cân quay đầu cho em là chốt nha. Rồi, lên đầm sale 99 nè. Tương tác cho em chưa? Đọc mã cái chút đơn liền nha. Cái này mua trễ là không kịp rồi. Có đúng một cái thôi. Hàng độc lạ nha cả nhà. Phong xuông cho em. Trời xinh quá. Kim tuyến nè. Cổ nè. Cổ này nó hơi bê đèn xíu ha. Đó. Đầm kim tuyến trời có túi nè mấy chị ơi. Dán đầm xuông cho em. Mặc em này hai phong.
Em này bận hai form cho em mặc suông cũng được, còn thích thì mình đeo thắt lưng cái nó thành nè, nó thành cái đầm ôm eo ha. Rồi chuẩn bị lên sale nha. Đem nhập vườn cái đã, có một cái một rồi đó. Size L nha. Một cái duy nhất size L nè, mặc cho em hai kiểu này các chị coi. Đây là suông đúng không? Mặc vô là suông vậy ha. Rồi thích thì mình đeo thắt lưng. Tưởng tượng có cọng thắt lưng nha, tại thắt lưng em bán hết rồi, giờ không có cái nào đeo hết trơn á. Tưởng tượng cho em mình đeo một cái cọng thắt lưng ngang đây nè. Cái nó sẽ thành ôm eo như vậy. Đó, 99k cho em mẫu này, chia sẻ xong chưa? Chia sẻ xong chưa, em đọc mã số mình đặt nha. Có một đơn thôi, không biết chị nào may mắn nè. Một đơn may mắn của ngày hôm nay thôi, có một cái một à. Một à, à mã số giúp em là 1478. Rồi lên đơn 1478 nha cả nhà ơi, size L eo dưới 74 nha, 99.000 cho em. 1478 99.000 đồng. Chị nào size L không? Chị nào size L không nè, 55 kênh quay đầu nha, dưới 55. 50-55 kênh cho em mình chốt, mặc suông cũng được, thì ở thích suông thì mặc suông, còn thích ôm eo thì mình đeo kèm thắt lưng vô ha. Đó em đang kẹp lại nè. Em đang kẹp lại cho mình coi thử là cái form ôm eo nó sẽ như này, còn không thì nó suông như này. Đó, 99.000 thôi mấy chị. Kim tuyến nha, von kim tuyến cho em. Váy von kim tuyến nha, có một cái thôi á, size L. Size L cho em mã số là 1478 nha cả nhà ơi. 1478, 99k mẫu đang mang. Chuẩn bị về cái mẫu này mấy chị. Nhá trước, nhá trước là shop chuẩn bị về cái mẫu này, nó chưa có mã số đâu, nhưng mà tại vì nó đẹp quá nên cho mấy chị xem thử nha. Nhá hàng cho cái chị nào chuẩn bị đi tiệc hoặc là thích những cái đầm mẫu đầm mà kim tuyến lấp lánh, bling bling đồ á. Đó, chuẩn bị em về một cái đầm kim sa hộc lộ mấy chị coi nè. Lấp lánh chưa? Cái này chưa đâu, ngoài đẹp hơn nữa nha. Bên ngoài xuất sắc hơn rất là nhiều rồi. Em đang chờ tạo mã để mà chụp hình cho mấy chị xem nè. Xịn không mấy chị? Chuẩn bị chờ nha, sang hàng không nên sang hàng sale đi. Còn cái mẫu này thì đợi khi nào mà em về đủ số lượng em sẽ like cho mình nha. Hàng mới chuẩn bị cập bến nha cả nhà. Nhá trước, nhá trước qua giờ mấy chị khách hỏi đầm mới quá trời. Rồi chuẩn bị qua đầm khác nha. Em mặc trên người là 1478 nè. 1478 mẫu đang mang, 99.000 nha cả nhà ơi. Size L. Em có size L cho mình nha. Nhanh tay nhanh tay. Rồi qua mã. Lên một cái đầm sale khác nha. Nay lên đầm sale hơi bị nhiều luôn á. Cái này còn size gì đây? Cái váy da cách tân. Ui còn size M thôi hả? Cái váy cách tân này em còn size M thôi à. Rồi thôi giảm giá luôn. Em mang có màu trắng không? Không, chỉ này hàng độc lạ, hàng hiếm, có một cái màu không có màu trắng. Có một cái màu đen duy nhất luôn, size L cho em nha. Rồi qua mã. Đầm mà xe tiếp nha. Mẫu này là dạ hội cách tân nha cả nhà ơi. 139.000 em còn size M. 139 này hai màu luôn. Em có hai màu. Ai thích màu em mang trước 1530. Em có một màu nữa, cái nền đen. Cái mẫu này về tới hai màu, cả hai đều lẻ size hết rồi. Hôm nay cả hai đều lẻ size, đều chỉ còn size M cho các chị yêu thôi. Ủa cái màu đen của em đâu? Đợi em một xíu nha, chờ cái lúc cần là không thấy nè. Em mặc là 1530 nha, trước mắt chị nào thích màu đen chốt cho em cái này đi. 1530 nha cả nhà đây. Ủa quên nhầm màu xanh, chỗ đang mặc màu xanh. Màu xanh là 1530 nha. Mẫu nào cũng muốn mua hết, đầm bên shop đẹp chị đã mua rất nhiều. Trời ơi cảm ơn chị Ngọc Tuyết nha, chào chị Nguyễn Nguyệt, chào mấy chị yêu mới vô ạ. À, rồi đây hai màu, cả hai đều lẻ size giống nhau luôn mới ghê chứ. Cả hai đều lẻ size giống nhau nha, giờ là thích cái màu nào thôi. Nếu mà giờ chị nào size M nha, chị nào kiểu size M dưới 50 cân như em nè, đó là quan trọng thích cái màu nào, còn không thì lấy luôn cả hai đi mấy chị, tại vì em này rất là rẻ. Có 139 nè, bình thường bao nhiêu? Bình thường 300. Bình thường, ủa 350. Bình thường 350, hôm nay có 139 ngày một cái thôi. Màu đen em đang cầm là 1529 nha. Có đầm đi tiệc, có chị coupon mà chị gần đi tiệc gần không? Gợi ý em là mình đi tiệc là góp không á? Có chuẩn bị đi tiệc góp không? Tại vì em chưa có về cái đầm kim tuyến thì đẹp lắm mà cái đó chắc phải đợi thêm 1-2 tuần đúng không? Đây nè, em có cái đầm này nè. Đó, nếu mà tiệc mà gần rồi á, gần tới tiệc rồi thì cái này chắc không kịp nha. Còn mà xa xa nha, cỡ tầm tháng sau mới tiệc á, thì đây chuẩn bị về cái váy ren này nè. Đây, lấp lánh nha chị, siêu đẹp luôn ha. Mà cái mẫu này chưa có về hàng, chưa có dám lên cho mình xem. Còn mà đi tiệc mà đang có sẵn thì em có đầm mà
Em có cái váy ren này cũng đẹp lắm nè, không biết chị thích không? Chị thích màu đen không? Đây, cái váy ren này đi tiệc của nhà em, chị thích màu đen không? Chủ nhật, ô vậy cần gấp thì bây giờ mình phải lựa mấy cái có sẵn rồi. Cần gấp thì em chỉ có mấy cái có sẵn như vậy nha. Còn cái kim size kia thì em chưa có về. Đây, ủa này lấy size rồi hả? Còn 2 size ML à? Cái váy ren này của em còn có 2 size ML với chị. Cái cổ dễ thương lắm, ô màu đen em đưa gần mấy chị có thấy ha. Cái cổ rất là đẹp luôn á, rất là xinh nha, nó có xếp ly nữa nè. Đó, mẫu này cho em đầm mới mà còn 2 size luôn á. Ren màu, ren đen xòe cho em nha. Đi tiệc thì em thấy có những cái mẫu này nó sang, em cầm cho mình xem thử. Nếu mà thích cái nào á thì mình nào ok cho em. Đây, em này là 1534 nha. Em đọc mã để mình nhớ nha, cái này không thấy được luôn rồi. Phải mặc lên cho các chị xem nha. Cái kiểu rất là đẹp nè, cái cổ áo rất là xinh, có xếp ly nhúng ở chân ngực nữa. Cái này là 1534 ren đi tiệc nhà em nè. Body xanh này cũng đi tiệc được nè. Body xanh cổ chéo nha, cổ chéo cho mình đây. Đi tiệc body thì có màu xanh giúp em ha. Hoặc là cái nào nữa đây ta? À, mẫu này cũng đẹp nè. Em này là hoa nhung nổi nha, mẫu này hoa nhung nổi. 1530 em mặc là von chị ơi, em mặc là von nha. 30 với 29 là von. 30 29 hai cái cùng là von, khác cái màu xíu. Đây, nền đen hoa nhung nổi. Mấy cái mẫu này đi tiệc em thấy sang á. Sang xịn mịn thì chọn những cái mẫu đó giúp em nha. À, nếu mà cái ren kia nó có hết hàng á, mình đổi qua cho em cái màu trơn đi rồi em xíu nha. Em sẽ mặc thử một cái đầm đi tiệc cho các chị xem. Tuy là nó đen trơn nha, nhưng mà khi mà lên pha đẹp lắm. Đây, mặc thử cho các chị coi cái mẫu này. Ui, mã gì đây? 1545. Đợi em xíu nha. Mẫu này mới nè. Với lại nó có co giãn. Ở đây chị nào 6768 kênh không? Có chị nào 6768 kênh không? Em có cái mẫu này nè, co giãn cực kỳ tốt luôn. L80, L86, 88 mặc được luôn, đợi em xíu nha. Váy xanh em mặc là có 139 á, nhưng mà size M thôi nha. Váy cách tân em mang trên hoa dưới trơn á, 139 ngàn nha cả nhà, còn size M thôi. Đây, mẫu này cho em. Màu đen trơn nha, cái này với cái ren thật ra là cùng một kiểu á. Cái này với cái ren này em cầm á, nè. Chị là thích ren thì tham khảo cái này cho em ha, ren hoa. Hai mẫu này là cùng kiểu nha cả nhà, nó chỉ khác là cái loại vải để mà khi mà may lên form thôi. Đây là ren nè. Ha, cái này là ren nha, còn em mặc là trơn. Đó, tùy thôi. Thích trơn thì lấy cái mẫu của em 1545 nha mấy chị. Cái kiểu này em nói luôn là auto, mặc dù là cái chị thấy cái vòng một nó đầy đặn hơn luôn á. Nha, có được có xếp ly ở đây nha. Nó sẽ có một cái bảng eo ở đây nè. Xếp ly cái đường chân ngực cho cái chị mặc cái cổ nè. Đẹp không? Cái tay phồng nha. Rồi, em này cho em chị nào tròn người mặc cũng rất là gọn gàng luôn ha. Màu quốc dân mà màu đen mà đâu có lo đâu. Đó, ai lấy màu đen cho em suốt 1545 form lên siêu đẹp cho mình luôn. Đặc biệt là cái chất liệu này nè, nó có độ co giãn. Chị nào E88 vẫn được cho em luôn ha. Màu em mà em mang là mã mới rồi, em ghim cho mình luôn nha. Đây là 1545. Đây là 1545 của nhà em. 1545 nha cả nhà ơi, để em coi nó có còn đủ size không để nha. Mấy cái mới về vậy nên vậy mà nó cũng lẽ size hết trơn rồi mấy chị. 1545 cho em nha. Chị nào ưng chốt đơn sớm nè, em này coi giãn tốt nha. Chị nào thích coi giãn chốt cái này cho em. 1545. 369 mẫu mới. Mẫu mới nha cả nhà ơi, 369.000 đồng. Đầm thiết kế cao cấp của bên em luôn, bảo đảm với chị luôn, mặc lên form là nó khác biệt liền. Lên cầm nó không đẹp bằng khi mặc lên đâu, mặc lên form là thấy khác biệt ngay. 369.000 đồng xứng đáng đầu tư. Chị nào mà đầu tư em này là phải nói là nhận là thích ngay. Nhận hàng em cho kiểm tra. Nhận hàng em hỗ trợ cho mình kiểm tra trước thanh toán nha. Em mới mặc mẫu này là 139 nè, chị nào mới vô ha. Mẫu này của em đang sale 139.000 size M nha. Mã là 1530. Em mới mặc qua đó. Rồi còn em mặc là 1545 nha. Đi tiệc cho em mix thêm một cái túi xách vô nữa là sang chảnh liền. Đó, thêm một đôi giày cao gót vô nữa nè. Như vậy là đi tiệc được chưa mấy chị? Sang xịn không? Tròn người càng nên chọn những cái tông nền tố như vậy cho em ha. 1545 nha, 369.000 mẫu mới nè. Chiếu nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop ạ. Đầm em có co giãn không? Có chị, đây có co giãn luôn. Em này 65-67 kênh có thể mặc vừa nha. Rồi đem qua mẫu khác. Còn cái nào nữa không ta? Hổng giờ mấy cái váy đi tiệc bên em sale nhiều lắm mà đa số size nhỏ với chị, như cái đầm này nè. Cái
váy ren dạ hội này bên em là đi tiệc rất là sang luôn, nhưng mà nó hết size, nó hết size lớn rồi, nó còn size nhỏ hả, dài lắm luôn á. Nè, cái đầm này của em là ren nổi nha, em đang cầm một cái đầm ren nổi tay lưới, nếu mà chị nào size M em đang xe 99.000 luôn mấy chị, 99.000 cho em cái đầm này luôn, ren sò nổi cho em, tay là tay lưới cánh tiên ha, dài váy này là 390 giá cũ nè, này còn size M hơi kén form một chút xíu và dưới 50 cân, em xả hàng luôn nha, xả kho 99.000, bỏ mẫu luôn á, không về lại nữa nha, đây là một nè, 1424. Nếu mà chị nào vừa size M mình có thể tham khảo cái váy ren này của em, 1424 nha. 1424 nha, giá cũ sẽ là 390, mà hôm nay em sale chỉ có 99.000 là mấy chị biết em xả kho cỡ nào luôn rồi á, chưa đủ tiền vải nha, chứ đừng nói là tiền công. 99k cái đầm ren này luôn nè, form nó dài lắm, dạng là ren ôm suông á, nó sẽ dài xuống tới cổ chân của em luôn và có cái tay cánh tiên rất là đẹp. 99k, chị nào mà vừa thì có thể chốt cho em mẫu này. Rồi, em mặc là 369 mẫu mới nha. Bây giờ em qua mã nè. Tiếp theo là một em váy khác nữa nha, mình muốn em lên đầm sale nữa không? Hay là muốn em lên đầm mới để cho nó có đủ size để các chị lựa chọn đây, thích em lên kiểu nào? Có thể bình luận ở bên dưới nha. À, nếu thích body em có cái đầm sale nè. Rồi. Body von không? Em có cái body von này còn có hai cái à. Sale luôn với chị luôn. Váy von dáng đầm ôm nha, nhưng mà cũng không có phải là mặc bó khó chịu đâu. Đầm body của nhà em với chị mặc mình đi đứng nó cũng bình thường ha. Tại vì nếu mà nó co giãn thì không nói ha, nó không co giãn nó cũng sẽ may dạng xẻ tà. Còn không thì em cũng sẽ may dạng đuôi cá nè, như cái này là đuôi cá nè. Cho nên là khi mà mặc vô mình đi đứng rất là dễ luôn. Rồi, lên một em đầm sale nữa nha. Em mang mã mấy? Em mang là 1545 á chị. Váy đen trơn em đang mặc, mẫu này mới về luôn nha, mẫu mới. Váy thiết kế mới của nhà em có giá là 369.000 đồng, nhưng mà chất lượng các chị yên tâm, khỏi chê luôn. Nhận hàng là mê nha, không mê là không lấy tiền luôn. Rồi, sale tiếp một em đầm mà von cho các chị mình đây, size, ủa size 2X phải không ta? Đúng rồi, em còn hai cái nè. Em còn hai cái nhưng mà size lớn nha, nó rộng hơn so với em nha. Cái form này là form size 2X mà, ủa mà sao em thấy nó không có to vậy ta? Size 2X gì mà nó ngang với size XL luôn vậy trời. Thôi chứ 60 cân thôi mấy chị ơi. Size 2X mà em thấy nó hơi nhỏ nha. Coi để em cột cái này lại xíu, cái em đo ở kia luôn cho nó chắc ăn. Size 99 luôn, để em đo coi nó bao nhiêu rồi mình chốt nha. 99.000 thôi. Chắc là dưới 60 cân đi. Đó, có dây thắt eo này nha cả nhà. Mặc xong mình cột cái dây nơ này vô cho em là nó sẽ đẹp nha. 99.000 cho em. Size là size 2X nhưng mà em thấy cái form nó hơi ôm á. Khoan đợi em chút. Đây, hai cái cuối cùng luôn. Hai cái cuối cùng cho em nha. Mã số sản phẩm đây sẽ là 1428 ạ. Body hả em? Dạ, cái này body đuôi cá chị. Body đuôi cá von nha, von hoa vàng nè. Rồi eo cỡ, đúng rồi, eo cỡ 80 cho em mới chơi, form này hơi nhỏ rồi. Body đuôi cá cho em nha, eo cỡ 80 tối đa 82 thôi. Eo cỡ 80 tối đa 82 cho em chốt nha. Size 2X nhưng mà eo hơi nhỏ. Eo 80-82 cho em thôi. 82 là dạng vừa y rồi đó, còn 80 là thoải mái nha. Rồi 99k cho em nè, đây là chưa cột dây. Đây là cột dây rồi, đó, cột cái dây này vô cho em. Thắt trước hoặc sau cũng được nha. Nền là caro. Nền caro và hoa là hoa màu vàng nha. Chất liệu von 99.000 cho em nha cả nhà ơi. 99.000 đồng, 1428. 1428 cho em nha. 99.000, nhớ giúp em là đo phần eo nha. Eo 84 là em sợ hơi chật á, 82 là đã vừa y rồi. Cỡ 80 cho em là sẽ thoải mái hơn ha. 1428 cho em ạ, 99.000. 1428 cho em nè, phía dưới nó có đuôi cá nha. Nè, cái tầng đuôi cá ở dưới ngay đây nè. Đó, 99.000 đồng thôi. Chị nào ưng cho em chốt đơn luôn. Size 2X đó chị, mong phía sau đây eo nhỏ xíu à. Còn hai cái size 2X luôn mà eo nhỏ xíu xíu luôn. Rồi, qua mã số nha, cái này có hai đơn thôi. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Bây giờ muốn em lên đầm sao nè, đầm mới hay đầm sale? Hay là... Ui, trời ơi, hết pin tắt nguồn rồi. Khoan đợi em chút. Ô là trời. Đợi em xíu nha. Chưa kịp chào tạm biệt mấy chị, nó tắt nguồn
hết trơn luôn. Rồi bây giờ qua mã nha. Em ở trên người mã sản phẩm sẽ là 1428 nha. 1428 99.000 cho em, chất liệu là von, còn hai đơn cuối nha. Bây giờ em sẽ qua một em váy khác. 24 ha. Sơ mi này bao nhiêu tiền đây? Sơ mi hoa nhí không? À có cái hoa vàng này rẻ hơn nè. Sơ mi thì em sẽ có cái mẫu này là giá rẻ cho các chị mình trước nha. Nếu mà thích sơ mi á, thì em có mấy cái sơ mi đang sale giá rẻ lắm. Chị thích hoa to hay là hoa nhỏ, hay là chấm bi, mắc xích gì không? Kiểu như thích cái họa tiết như thế nào không? Hay là sơ mi trơn không? Đó, thì em sẽ lên cho nó hợp ý của mình nha. Chứ còn sơ mi không thì em rất là nhiều đầm sơ mi họa tiết khác nhau. Nè, cái này là 1513. Rồi, sơ mi hoa to nha, hoa to trước chút xíu lên hoa nhí nha. 1513 mẫu em mang nè. Ui, còn size M thôi. Em còn size M thôi mấy chị ơi, hết trơn rồi, hết nào không hay luôn á. 1513 chỉ còn size M nha cả nhà. Hoa to thì còn size nhỏ rồi. 1513 nha, còn size M nha, sale luôn trên line nha. Sale luôn trên line cho các chị yêu luôn, giá là 199.000 đồng nha cả nhà. Rồi, 1513 sale luôn 199.000 nha. Chị nào chưa có thì bình luận nhanh tay giúp em. Đó, ai thích hoa to không? À, size em mang là size mấy? Em mang là size M nha. Em mang là size M, em 50 cân thường là em mang size M của shop á. Em 50 cân thường là em mang là size M của shop là nó vừa y luôn đó cả nhà. Nè size M nè. Đây là size em mặc luôn ha, size M 50 cân nha. Rồi sale luôn cho các chị mình 199 ạ. Sơ mi hoa to 1513 sale còn 199.000 đồng. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Chất em này là chất lụa. Em này là sơ mi lụa mango nha, mềm, mát, thoải mái. À, hàng bên em, à hàng bên em là hàng em may á chị, hàng thiết kế nha. Đồ bên em là bên em tự thiết kế tự may, không có bị đụng hàng nha chị ơi. Bên em là của xưởng nhà em may luôn, trên từng đồng là sẽ có tem mạc nhãn mát cho mình ha, chứ không có phải lấy từ đâu về hết. Đây là cái chị mình yên tâm nha. Nè, xin shop size 2XL nè. Em mang mấy màu? Dạ một màu chị, 1513 nó có một màu này thôi. 1513 chỉ có màu hoa vàng em mang thôi. Nhưng mà em có nhiều sơ mi hoa lắm. Chị thích hoa em còn hoa nhỏ hơn được không? Cái này là hoa to nè. Em có sơ mi hoa nhỏ hơn nữa, sơ mi thổ cẩm nè, mắc xích nè, da beo nè, rồi caro nè, trơn nè, nhiều lắm, sơ mi rất là nhiều, đợt này về sơ mi cực kỳ nhiều luôn. Thích kiểu nào mình bình luận giúp em nha. Mẫu này là sơ mi hoa to, 1513 shop chỉ còn size M thôi cả nhà. Lụa một lớp hai túi và có khóa phía sau lưng nha, sale 199 nè. Sale 199.000 cho mấy chị luôn nè. Còn em mới về cái thổ cẩm này nè, chị nào thích kiểu như độc lạ nha thì em có về cái hoa này, nhưng mà hoa rất là lạ, dạng thổ cẩm. Đây, cái này xếp ly nha. Cái thổ cẩm này thì chân váy của nó sẽ xếp ly từ trước vòng ra sau đều tăm tắp cho em luôn. Nếu thích xếp ly thì có cái này ha. Có sơ mi trơn nhưng mà hôm nay em lẻ size, em có cái xanh trơn này nè. Em còn có mỗi cái này là trơn thôi. Sơ mi đa số là em có họa tiết không à, hoa văn không à. Còn mà trơn thì em có mỗi cái này thôi. Đây, sơ mi trơn nhà em. Có màu xanh này, xanh này xanh lông công á. Xanh này nó không có phải là xanh rêu, nó cũng không phải xanh ngọc, nhưng mấy chị cũng phải xanh lá nha. Đó, mấy chị xanh lá là không hề giống xíu nào nha. Xanh này là xanh lông công. Phần tay áo sẽ đính ngọc trai nè. Nhưng mà em chỉ còn size 2X thôi à. Cái váy xanh trơn này em còn size 2X mà form đẹp lắm, để mặc thử mình coi. Cái màu xanh trơn lên cũng rất là trắng da luôn á. Đây em qua mã nha. Hoa vàng mẫu mang là 1513. Chị nào ưng thì mình chốt giúp em ha. 199.000. 1513 199.000 còn size M nha. Rồi qua cái size to đi. Cái xanh trơn này nó còn size to nè. Này cũng 199.000 luôn mấy chị, nhưng mà size 2X. Chị nào thích trơn màu thì có thể mẫu này. Tay đính ngọc trai cũng rất là xinh luôn. Rồi, 1468 cho em nha. Đây, sơ mi xanh trơn mã số là 1468 nha cả nhà. Em này có màu xanh rất là lạ luôn á. Màu xanh này nó không có quá tươi đâu, nên là chị nào mà có da ngâm mặc cũng được nha. Màu này không có cản da, da trắng da ngâm gì là cũng mặc được cho em. Rồi, thích trơn màu chọn cho em mẫu này. 199.000.
Mặc cho chị cái ren body lúc nãy đi em, ren body. À em hồi nãy em mặc em cầm cái màu xanh hay cái màu đen ta? Em có hai cái ren body, một cái xanh một cái đen. Hồi nãy em cầm màu gì em quên mất tiêu rồi. Chị thích màu xanh hay màu đen nè? Em về hai cái ren body luôn nha. Cái xanh, cái đen á thì nó không nè, cái đen thì sẽ là của đắp chéo. À lộ màu xanh, chờ cả màu xanh mà kêu cái màu đen. Đây chị, cái ren xanh nè, body ren xanh thì sẽ là cổ chéo nè. Và ở phía dưới này nó sẽ là dạng chân váy bút chì cho em sẽ tà sau nha. Còn cái đen á thì em sẽ may là dạng đuôi cá. Ren đen body em sẽ may là dạng đuôi cá nè. Còn màu đen thì sẽ là cổ tim đuôi cá nha. Đó, hai cái body mới của nhà em, chất liệu ren, ren mềm hết luôn. Mình thích màu đen hay màu xanh bình luận cho em để em giới thiệu nè. Màu đen thì sẽ là cổ tim đuôi cá, cũng là ren mềm. Màu xanh thì sẽ là cổ chéo và là chân váy bút chì nha, sẽ tà sau chứ không có đuôi cá. Rồi, thích màu nào bình luận em nha. Đây, 199k mẫu đang mang luôn. Đây là mã số 1468 nè nhà ơi. Rồi, em mặc trên người là 1468 nha cả nhà ơi, sale luôn. Sale luôn với giá tiền sẽ là 199.000 đồng nha, sáu còn size 2XL. Ai thích màu xanh trơn này chốt cho em, xanh lông công ha, 199. Xanh lông công 199.000 nha cả nhà, 1468. 1468 cộng số điện thoại cho em nha, chốt đơn 199.000 luôn. Size em mặc hả chị, size em mặc em kẹp nó lại á. Size em mặc là em đang kẹp nó lại á, em còn size lớn thôi. Em chỉ còn size 2XL cho bộ váy này thôi. Sale 199.000 luôn ạ, à. Form dài qua gối nha. Đây là em cao 1m6 nha, là form váy nó dài vừa tầm là phụ gối của em. Phần tay áo nó có đính ngọc trai rất là đẹp. Đây, điểm nhấn của mẫu váy này, tay áo đính kèm ngọc trai nha. Nó sẽ góc lên nè, tạo kiểu nè. Rồi đính kèm viên ngọc trai cho em, hai bên hai viên. 1468 nha chị Linh Nhi ơi, chốt mã giúp em. Mã số sản phẩm đây là 1468 ạ, chốt đơn 199.000 đồng ha. Dạ 2X đó chị, size 2X nhà em là cỡ eo 84 nha. Eo tầm 84 quay đầu cho em mình chốt nha. Em này chất liệu là vải nha. Von cát ha, đầm em mặc đây với chất liệu là von cát được may hai lớp, bên trong có lót không mỏng, đầm may hai lớp nha, trong có lót, tay đính kèm phụ kiện ngọc trai, khóa sau lưng. Còn em này thì không có túi nha, nói về túi thì em này không có túi đâu, cái hoa vàng này có túi, hoa vàng này thì sẽ có túi nha, còn em mang thì không có túi nha cả nhà, tùy mẫu nha. Rồi mẫu đang mang là 1468 ạ, chị là chưa có mình lên đơn nè. Sale trên ngay này của em với mức giá là 199.000 đồng nha cả nhà. Cho chị một đầm em mang. Rồi chị Ngọc Lan chốt mã giúp em là 1468. Chị Ngọc Lan ơi, sơ mi mẫu mặc là 1468 nha. Em ghim giá dưới nha. Đó, em vừa ghim xong rồi đó, nhớ đặt đúng mã nha. 199.000. 199.000 đồng, chị nào chưa có bình luận nhanh tay cho em luôn. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. À. Rồi, lên thử cái ren xanh body, chị nào mà thích mặc body ren, em mới về hai mẫu nè, xanh với đen, nhưng mà hai màu là hai kiểu khác nhau. Em mặc cái màu xanh mình coi trước nha. Chị Trinh Nguyễn 2XL. Eo chị là 82. Chị nặng 61 cân, mặc được không sót? Được nha chị. Được nha, chốt 2X cho em mặc thoải mái nha chị ơi. 2X nhà em eo cỡ 84 lận nên là ok đó chị. Rồi, lên cái đầm body cho các chị mặc đi tiệc nha. Body ren mới của nhà em mặc cái màu xanh trước. Màu xanh thì sẽ là dạng body bút chì ha, 1540. Xanh này cũng đẹp. Trắng da. Rồi đây, body xanh mới về của nhà em nha. Ở phía dưới này nè, nó sẽ là dạng bút chì nè, nó suông suông nè, chứ không có phải là đuôi cá nha, sẽ tà phía sau lưng cho em. Rồi 1540 nha cả nhà, thiết kế là cổ đắp chéo ạ. Màu này sang ha, màu này không có kén da đâu, da trắng da ngâm gì cũng được. Dạng xanh xanh đậm á. Dạng xanh đậm nha, không có tươi quá nha. 1540 cho em ha cả nhà. Ủa. Ủa khoan nha, mẫu này em có hàng chưa ta? Chết rồi, chưa. Mẫu này chưa mấy chị ơi, hớ rồi, chưa kịp về rồi. Đầm này chắc phải, nếu mà thích thì đặt trước giúp em nha. Em để em kiểm tra coi, nếu một hai ngày nữa em về em giao nha. Quên mất tiêu mấy chị ơi, đầm mới.
Đầm em mặc 1 năm 40 nha. Chị nào thích bây giờ mình đặt trước cho em đi. Cái đen có sẵn rồi đó, quên không? Một hồi cái hả, giống như cái ren kim tuyến kia em chưa về, một hồi quên quên cái em mặc nữa này nha. Dạ được chị, được, mình cứ đặt trước em giao sau cũng được luôn. Mẫu này của em chị nào thích thì mình có thể lên đơn ha. Về hàng em sẽ giao cho mình luôn. Mã sản phẩm là 1 năm 40 nha cả nhà, body ren. Quên mất tiêu luôn, khách nào mà chốt mà đòi lấy gấp là chết em á. Rồi, body này body mới nha. 1 năm 40 kèm số điện thoại cho em nè. Dạ, body bút chì chị đi đứng bình thường không có bó đâu, đằng sau có xẻ tà mà. Đây lại gần cái chị xem kỹ cái hoa văn nè, xuất sắc không? Màu xanh đậm nha. Màu xanh đậm cho em sale với giá là 349.000 đồng. 349k cho mẫu váy này nha. Chị nào chưa có mình lên đơn giúp em. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Thôi xem cái đen đỡ đi mấy chị ơi, đen có sẵn nè. Đen thì sẽ có sẵn hơn nha. 2XL cho chị một body. Body này em giao sau nha chị ơi, 1 năm 40 mà đặt thì em sẽ giao sau nha. 43 thì em có sẵn nè. Đây, nếu mà cần gấp thì mình có thể chốt cái 43 này trước. Còn không gấp thì 40 khi nào về hàng em giao ha. Rồi, chị An Trinh 60 cân. 60 cân bận size nào shop? 60 cân tùy eo nữa chị. Nếu eo dưới 78 á thì mặc cho em là size XL. Còn eo từ 79 đến 84 á là 2X nha. Tùy vào số đo nữa chị ơi. Nhớ đo thông tin giúp em. Cân nặng chiều cao số đo 3 vòng nha. Rồi. Cái này thì em có sẵn nè, đen đuôi cá. Body ren đen đuôi cá thì em có sẵn cho mình nha. Mã số là 1543. Đây, cái này có đuôi cá ở dưới nè. Thấy body nhà em không? Cái nào mặc vô đi đứng nó cũng dễ hết trơn á. Đây, không hề bị gọi là bó hay là ôm gì hết nha. Kiểu như nhiều chị sợ mặc body là đi không được, ngồi không xong. Đó, mặc thì đẹp á nhưng mà đứng im thôi chứ đi đứng nó khó chịu lắm. Là cái đó mặc cũng không có được thoải mái. Rồi, body nhà em cái chị mặc là vô tư luôn, đi chơi đi làm gì cũng được hết trơn á. 349.000. 1543 kèm số điện thoại em mặc trên người nha. Ren đen đuôi cá nha, em này ren mềm. Mặc không hề bị châm chích ngứa ngáy hay là khó chịu gì hết trơn á. Size L cho chị một cái, chút mà giúp em chị ơi. Màu nào? Màu đen em mặc là 1543 nha. Lấy màu đen em mang chút 1543 chị yêu ơi, giá đang sale. Giá đang sale là 349 á. Ren đuôi cá nha, ren đen đuôi cá 1543. Chị Tường Vi size L eo chị 76 bằng được không em? Không chị ơi, 76 lít L nha. Eo 76 lít L cho em mới vừa chị. Tại vì L nhà em là eo nó được 74 thôi. Tùy vào mẫu đầm, tùy vào số đo nữa. Thường eo 76 là chị chốt ít L giúp em nha, nó sẽ thoải mái hơn. Rồi 349.000 cho em mẫu này. Đây đi tìm. Đầm này đầm đi tìm nhớ chị đi chơi đi tìm này kia chốt cho em ha. Cái này đơn giản nha, còn thích nổi hơn, cầu kỳ hơn. Mình có thể kết hợp cho em phụ kiện vào như là thắt lưng, cài áo, còn này mới mặc trơn thôi. Em giao tới là đầm trơn như này thôi. Ở nhà có phụ kiện thì mình có thể kết hợp thêm vô giúp em. Đó, mang một đôi cao gót vào, một cái túi vào thôi là đi tiệc đã rất là sang rồi. Ren cao cấp nhà em chất rất là mềm, mặc không hề ngứa châm chích gì nha. Rồi sale còn 349.000 đồng. Chị khách nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha cả nhà. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha. Chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh giúp em nè. Một cái size M cho chị Ngọc Huệ luôn. Ok chị yêu nha. Rồi em mặc trên người là 1543 nha cả nhà ơi. Body ren 1543, mẫu này là body nha. Cái này không phải xòe nha, body cho em. Đó, về nhà là thấy cái đầm body đuôi cá nè. Đuôi cá mặt xéo bên cao bên thấp nha. 349.000 đồng ngay trong buổi live stream ngày hôm nay của em. Chị nào mua trên live sẽ được giảm giá nha. Đồng thời tổng đơn 600.000 mình sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà nữa ha. Lấy mẫu nào cứ lên đơn giúp shop ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước luôn. Rồi ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay là hết nha cả nhà. Em mặc trên người sẽ là 1543 nha. Rồi bây giờ bài livestream em sẽ lưu lại. Chị nào vô trễ mình có thể xem lại từ đầu giúp em. Và các chị yêu nhớ bấm thích trang để mình có thể là theo dõi được những cái bài livestream sau của shop nữa nha. Còn bây giờ thì chúc các chị yêu có một buổi tối thật là vui vẻ. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của em nha. Chào tạm biệt các chị yêu ạ.